có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Si-môn đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Si-môn, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay một lần nữa cho thấy lòng xót thương của Đức Giê-xu, và đó cũng là lòng xót thương của Thiên Chúa Cha đối với những người tội lỗi khốn khổ. Lòng xót thương ấy được thể hiện qua ánh mắt và qua suy nghĩ hoàn toàn khác với cách nhìn và suy nghĩ của con người thông thường. Tác giả tin mừng Luca thuật lại rằng, hôm ấy Đức Giê-xu đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-siêu, một phụ nữ nổi tiếng là tội lỗi. Biết được tin đó nên cũng đến, mang theo một bình dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân ngài mà khóc, nước mắt chị tưới ướt chân ngài. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi lấy dầu thơm xức chân ngài. Thấy cảnh tượng lạ lùng đó, ông chủ nhà Pha-ri-siêu nghĩ thầm, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, đó là một người tội lỗi. Ánh mắt của ông chủ nhà chỉ dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài của người phụ nữ này. Ông chỉ nhìn cử chỉ bên ngoài của Đức Giê-xu. Chính vì thế, chỉ thấy được dáng vẻ bên ngoài, nên suy nghĩ của ông cũng rất giới hạn. Ông chỉ thấy cái xấu, cái tiêu cực của chị, nên suy nghĩ chị là người tội lỗi, cần phải xa lánh, không cho đụng vào người mình để khỏi nhiễm uế. Ông chỉ thấy Đức Giê-xu để cho chị đụng vào người mình, nên suy nghĩ Đức Giê-xu không phải là một ngôn sứ. Bởi vì nếu là ngôn sứ thì phải biết chị ấy là kẻ tội lỗi và không để cho chị chạm vào người của mình. Suy nghĩ và ánh mắt của ông cũng là suy nghĩ và ánh mắt của những người cùng thời với ông, nhưng đó không phải là ánh mắt và suy nghĩ của Đức Giê-xu, đấng có lòng chành thương. Thế thì Đức Giê-xu nhìn và suy nghĩ thế nào về người phụ nữ tội lỗi đó? Trước tiên, Đức Giê-xu không phủ nhận chị ấy là một người tội lỗi, thậm chí là rất tội lỗi. Điều ấy được diễn tả qua dụ ngôn hai con nợ. Qua đó, Chúa ví người phụ nữ tội lỗi với con nợ nặng ký hơn, nợ 500 quan tiền.
tương đương với 200 triệu bây giờ. Thế nhưng ánh mắt của Ngài không dừng lại ở tình trạng tội lỗi của chị, mà chị nhìn vào những giọt nước mắt của lòng sám hối và yêu thương của chị. Đối với Ngài, điều đó quan trọng hơn tội lỗi chị đã phạm trước đây. Điều đó mới thật là phẩm giá đích thực của con người chị. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn cho thấy chị có một lòng tin mạnh mẽ đặt nơi Ngài. Vì tin rằng Ngài yêu thương và tha thứ cho chị, nên chị mới đủ can đảm vượt qua những chê cười khinh bỉ của chủ nhà và các thực khách khác để đến bên Chúa Giêsu. Và Đức Giêsu đã đáp lại lòng tin của chị. Ngài nói: lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ánh mắt và con tim của Chúa Giêsu, để chúng ta không dừng lại ở những điểm yếu và tiêu cực của những người khác, nhưng biết nhìn vào thâm tâm của họ. Nhờ đó chúng ta thấy được những khát khao chân chính, những kiếm tìm sự thiện hảo và bình an nơi họ. Xin cho những vị mục tử nhận ra được gương mặt của Chúa Giêsu nơi những người yếu hèn, tội lỗi, để luôn mở lòng đón nhận, tìm kiếm phương cách thích hợp để đưa họ về với Chúa, thay vì xem thường và xa lánh họ. Amen.